Sau khi tham quan xong rồi, chúng ta quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất, những công trình kiến trúc được nhắc đến nhiều nhất trong 10 địa danh nổi tiếng Hà Nội mà chúng ta vừa được nghe có nhắc đến cái tên của Lý Công Uẩn. Hôm nay, chúng ta thật may mắn khi được tìm hiểu một tác phẩm chiếu nổi tiếng của ông, đó là tác phẩm Chiếu Dời Đô. Các em mở sách giáo khoa ra trang 48 để chúng ta tiện theo dõi. Mục tiêu cần đạt của tiết học ngày hôm nay là chúng ta sẽ thấy được khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc ta. Chúng ta sẽ có thái độ kính trọng biết ơn đối với thế hệ cha ông ta ngày trước. Đồng thời, tác phẩm cũng sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Qua đó, chúng ta cũng hiểu được kết cấu chặt chẽ và cách lập luận giàu sức thuyết phục của tác giả và đồng thời nắm được đặc điểm chủ yếu của thể chiếu, một thể là văn cổ của nước ta. Các em không ghi bài, lát nữa ở cuối bài này thầy sẽ để dành ra một slide. Các em sẽ ghi slide đó, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giờ này chúng ta chỉ nhìn sách giáo khoa và theo dõi bài mà thôi. Một La Mã, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đọc và tìm hiểu phần chú thích. Đầu tiên, ta nói về tác giả. Lý Công Uẩn, sinh năm 974, mất năm 1028, người làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh. Ông là người sáng lập ra Vương Triều Lý trong lịch sử Việt Nam. Từ nhỏ, ông nổi tiếng là người thông minh, học giỏi, mưu đồ nghiệp lớn. Ông làm quan dưới Triều Tiền Lê. Khi vua Lê Long Đỉnh băng hà, do người kế vị còn quá nhỏ, nên Lý Công Uẩn được triều thần tin tưởng tôn lên làm vua. Ông lấy hiệu Thuận Thiên, cai trị từ năm 1010 đến năm 1028, tất cả là 18 năm. Sau khi băng hà, người đời tưởng nhớ và đặt cho ông danh hiệu là Lý Thái Tổ. Chúng ta đi đến phần số 2, mình tìm hiểu sơ lược về tác phẩm. Đầu tiên ta nói về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Tác phẩm Chiếu Dời Đô ra đời vào tháng 7 năm 2010. Khi đó, Lý Thái Tổ lên ngôi, nhìn thấy được kinh đô Hoa Lư có nhiều hạn chế. Với tầm nhìn xa rộng và quyết tâm mở nghiệp lớn của mình, nhà vua đã ban hành Chiếu Dời Đô, dời kinh đô từ thành Hoa Lư xa ra thành Đại La, tức Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Chúng ta tìm hiểu về thể loại. Văn bản này được viết theo một thể loại rất đặc biệt, rất mới mẻ đối với học sinh khối 8 chúng ta, đó là thể chiếu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chút xíu về thể chiếu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thể chiếu. Chiếu là một thể văn thời trung đại do nhà vua truyền xuống cho thần dân. Chức năng của loại văn bản này chủ yếu là công bố những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ mà nhà vua, triều đình đề ra và yêu cầu thần dân thực hiện. Chiếu có thể viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu. Văn biền ngẫu là một khái niệm tương đối mới nên thầy làm rõ thêm vấn đề này. Biền ngẫu là hình thức cấu trúc của một loại văn chương cổ xưa có cội nguồn từ Trung Quốc, còn được gọi là biền văn. Trong đó lấy tính đối làm nguyên tắc cơ bản, tạo cho lời văn có sự nhịp nhàng, cân đối. Theo nghĩa từ nguyên, biền là hai con ngựa chạy song song với nhau, và ngẫu là chẳng đôi. Biền ngẫu là cách nói hình tượng hóa chỉ một thể văn, trong đó có các câu văn sống đôi, đối nhau từng cặp. Kiểu câu của văn biền ngẫu thường là kiểu câu chỉnh tề, câu 4 chữ đối với câu 4 chữ, câu 6 chữ đối với câu 6 chữ. Thứ hai, đặc điểm quan trọng nhất của văn biền ngẫu đó là phép đối, đối ở thanh điệu, đối ở luật bằng trác, đối ở từ loại, vân vân. Ngoài ra,
Văn biện ngẫu cũng có vần điệu giống như những tác phẩm thơ ca. Đặc điểm thứ tư của chiếu nữa đó là nó được ban bố và đón nhận một cách trang trọng. Chúng ta đi qua phần C, chúng ta tìm hiểu về phương thức biểu đạt chính trong văn bản này. Thì chúng ta thấy văn bản sử dụng một phương thức chính thôi, đó là phương thức nghị luận. Nhưng mà đây không chỉ là nghị luận đơn thuần mà có còn kèm thêm các yếu tố biểu cảm. Mục đích của nhà vua khi kèm thêm các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận để làm gì? Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Hay là mà chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản. Trước hết ta sẽ đọc văn bản. Thầy giới thiệu các bạn văn bản Chiếu Dời Đô là một tác phẩm văn học trung đại, cho nên chữ viết chủ yếu nó bằng tiếng Hán. Các bạn thấy trên màn hình là tiếng Hán. Và đây là bản dịch nôm, diễn nôm. Đây là một bài chiếu, là mệnh lệnh của vua chúa ban xuống cho thần dân. Do đó khi đọc, chúng ta đọc với giọng điệu rõ ràng, có những chỗ nhấn nhá, giọng điệu cần phải khẳng định, thể hiện sự rắn rỏi và lý lẽ đanh thép. Đồng thời chúng ta chú ý đến những câu văn, những chỗ mang đậm giá trị biểu cảm, chúng ta cũng phải thể hiện đúng tinh thần của văn bản này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc văn bản. Chiếu Dời Đô. Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần dời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời, chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan việc lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vân mệnh trời, giới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho nên vần nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà đinh lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật cũng không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông giữa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa, thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Văn bản Chiếu Dời Đô xoay quanh 2 luận điểm tương ứng với 2 đoạn văn. Đoạn thứ nhất nói về lý do dời đô, đoạn thứ hai nói về lý do chọn thành Đại La làm kinh đô mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu luận điểm đầu tiên, lý do dời đô. Mở đầu bài Chiếu Dời Đô, Lý Công Uẩn viện dẫn sử sách Trung Quốc nói về việc nhiều vua thời cổ bên Trung Quốc cũng từng có những cuộc dời đô. Cách vào đề như thế hoàn toàn hợp lý, nó có tác dụng thuyết phục thần dân bởi vì 2 lý do. Lý do thứ nhất, nó tạo tiền đề lý luận. Việc nhà Thương 5 lần dời đô, nhà Chu 3 lần dời đô trong lịch sử phong kiến cổ đại Trung Quốc được người thời Trung Đại coi như là những tấm gương sáng để làm theo. Bởi vì thời Tam Đại, Hạ, Thương, Chu ở Trung Quốc được đánh giá là các triều đại thời cổ mẫu mực nhất. Hơn nữa, việc rút ra các bài học từ lịch sử là phương châm của mọi triều đại, mọi lực lượng cầm quyền. Sự viện dẫn này nhằm mục đích thuyết phục các quần thần về nhận thức, tư tưởng. Việc dời đô không phải là theo ý của riêng ai để tự tiện chuyển dời. Việc dời đô cũng từng diễn ra ở Trung Quốc và nó đem lại kết quả tốt. Việc dời đô là cần thiết nếu muốn mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, nếu muốn vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Bởi vậy, việc nhà vua có ý định dời đô cũng là điều đã có tiền lệ tốt. Không có gì là bất thường cả, vừa là vấn mệnh trời, vừa là theo ý dân. Nó thuyết phục thần dân bởi vì lý do thứ hai, nó thu phục nhân tâm. Tâm lý người Trung Đại, họ coi thời Hoàng Kim là thời đã qua,
nên nhà vua dẫn ra thực tế lịch sử thời Tam Đại bên Trung Quốc sẽ là những chứng cứ xác thực có tính thuyết phục nhất. Vả lại, điều đó càng khơi dậy khát vọng của thần dân về một đất nước Đại Việt độc lập, thống nhất, hùng cường. Tiếp theo, tác giả Chiếu Dời Đô lấy khuôn mẫu triều Thương Chu soi chiếu vào lịch sử nước nhà để phê phán hai triều Đinh Tiền Lê. Cứ đóng đô ở Hoa Lư, Liên Từ, thế mà vừa nói mạch lập luận vừa bộc lộ thái độ chê trách của ông. Lý Công Uẩn phê phán hai triều đại đó lại theo ý riêng mình khinh thường mệnh trời, tức là chỉ lo giữ yên ngôi báo, lo việc phòng ngự là chính, chứ không tính đến lợi ích lâu dài cho dân, cho nước. Theo tác giả, vì thế mà triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Dở lại những trang lịch sử thời Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, chúng ta có sự so sánh với hai triều đại Thương Chu bên Trung Quốc. Chúng ta thấy nhà Hạ cai trị 470 năm, nhà Thương cai trị 554 năm, nhà Tây Chu cai trị 275 năm, nhà Đông Chu cai trị 514 năm. Trong khi đó, nhà Đinh ở nước ta chỉ cai trị vỏn vẹn có 12 năm, nhà Tiền Lê thì nhiều hơn xíu nhưng cũng chỉ được 29 năm mà thôi. Như vậy, rõ ràng cơ sở mà nhà vua Lý Công Uẩn đưa ra là hoàn toàn thực tế. Nhưng xét cho cùng, việc phê bình một cách nghiêm khắc hai triều Đinh Lê như vậy có thật sự công bằng với họ hay không? Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải có sự thông cảm với các vị vua ở hai triều đại Đinh Tiền Lê này, bởi vì đất nước mới giành lại được từ tay phong kiến phương Bắc. Sau đó còn nội chiến liên miên, tranh giành quyền lực ở trong nội bộ triều thần, nên vấn đề quân sự thật sự chưa được vững mạnh, nên hai triều Đinh Lê còn phải trông cậy, trông nhờ vào địa hình địa thế hiểm trở của Hoa Lư để mong giữ yên được triều đại của mình. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn không nằm trong liệu định của họ. Đó là điều chúng ta cũng nên thông cảm. Chúng ta thấy ở đây nhà vua Lý Công Uẩn đã trình bày cái lý do dời đô theo lối nhân quả. Bên cạnh đó, một điều đặc biệt nữa đó là trong văn nghị luận mà ông có kết hợp thêm yếu tố biểu cảm. Trẫm rất đầu xó về việc đó, không thể không dời đổi. Các bạn thấy chiếu là mệnh lệnh, nhưng lời lẽ ở đây lại mang tính chất bày tỏ tâm tình. Sự kết hợp giữa lý và tình làm cho lý lẽ phần đầu của bài chiếu này dễ đi vào lòng người nghe là như vậy. Chúng ta đi đến phân tích luận điểm thứ hai tương ứng với đoạn còn lại. Lý do tại sao lại chọn thành Đại La làm kinh đô mới? Theo như suy luận của Lý Công Uẩn, thành Đại La hội đủ mọi điều kiện ưu thế để làm nơi ở lâu dài. Thứ nhất, xét về vị trí địa lý, nó là kinh đô cũ của Cao Vương. Cao Vương là ai? Mời các bạn lật ra chú thích sách giáo khoa trang 50. Cao Vương tức Cao Biền, viên quan nhà Đường, từng làm đô hộ sứ Giao Châu, tức nước ta ngày xưa, từ năm 864 đến năm 875. Thứ hai, nó ở vào trung tâm trời đất. Thứ ba, nó được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Nói đến thế rồng cuộn hổ ngồi thì lại liên quan đến mặt phong thủy. Nhưng các bạn đã học về địa lý rồi thì thầy sẽ nói các bạn về vấn đề. Đây là bản đồ khu vực Bắc Bộ chụp từ vệ tinh. Các bạn thấy khu vực này là một khu vực rộng lớn, nó là trung tâm để có thể giao du hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa với các khu vực khác.
Hơn nữa, thế nó còn được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Rồng cuộn ở đây, nếu nhìn lên bản đồ các bạn sẽ tưởng tượng được, rồng cuộn ở đây ý nói đến con sông này. Một con sông lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ, chảy dọc, nối liền từ sông Mekong, chảy thẳng ra biển. Đó là con sông Hồng. Hình dáng của nó giống như một con rồng đang uốn lượn. Và gọi là rồng bởi vì sao? Dòng sông này bồi đắp cho đồng bằng châu thổ sông Hồng hàng năm không biết bao nhiêu là phù sa. Hổ ngồi ở đây ý nói đến cái núi Bạch Mã. Núi Bạch Mã và địa hình ở phía Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ nước ta. Các bạn thấy ở phía Tây là dãy Hoàng Liên Sơn, bao quanh khu vực đồng bằng Bắc Bộ tạo thành một cánh cung, trở thành một cái khu vực phòng thủ rất vững chắc, có thể giúp chúng ta chống lại, lập hàng phòng thủ để chống lại âm mưu xâm lược ở các nước phương Bắc ở chỗ này. Như vậy, xét về mặt phong thủy hay vị trí địa lý, nơi đây rất thuận lợi. Thứ hai, về địa hình, ở đây rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng. Và xét về mặt cuộc sống sinh thái thì muôn vật ở đây được tốt tươi. Chúng ta lại quay về với lược đồ vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng. Các bạn thấy ở đây đồng bằng chiếm chủ yếu, chiếm diện tích rất lớn, chiếm đến 15.000 km vuông, được coi là đồng bằng lớn thứ hai sau đồng bằng sông Cửu Long. Và ở đây là nơi cao, rất có một vị trí rất cao so với mực nước biển, từ 0,4 đến 12 m so với mực nước biển. Do đó nơi đây là nơi rất là thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp cho đất nước ta thời đại của Lý Công. Thực tiễn lịch sử Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội hơn 1.000 năm qua chứng minh rằng sự tiên đoán khẳng định của vua Lý Công Uẩn về việc định đô ở Đại La và xây dựng thành kinh đô Thăng Long là hoàn toàn đúng đắn. Riêng vương triều Lý mà Lý Công Uẩn là người sáng lập đã tồn tại 215 năm. Với 9 đời vua nối ngôi trị vì, Thăng Long từng là kinh đô của các vương triều Lý, Trần, Hậu, Lê mà duy chỉ có triều Tây Sơn và triều Nguyễn chọn Phú Xuân, Huế làm kinh đô. Qua nhiều thế kỷ phát triển hưng thịnh của đất nước, Thăng Long, Hà Nội thực sự là nơi hội tụ và tiêu biểu cho các giá trị văn hóa vật chất cũng như tinh thần của đất nước, là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Chúng ta thấy cách lập luận của tác giả vô cùng chặt chẽ. Đầu tiên là lấy sử sách làm cơ sở cho lập luận, lấy hình mẫu hai triều Đại Thương Chu làm khuôn thước soi vào thực tiễn dân tộc hai triều Đinh Tiền Lê để thuyết phục việc dời đô là một yêu cầu cấp bách. Tiếp đó, ông đưa ra sự lựa chọn khẳng định thành Đại La là nơi đóng đô mới tốt nhất. Đó là trình tự lập luận của tác giả trong bài chiếu dời đô. Nhìn rõ thực trạng và những kết cục không mấy tốt đẹp của hai triều Đại Đinh Tiền Lê để có quyết định thay đổi lớn lao đúng đắn, cần thiết cho thấy sự tự ý thức cao độ của một bậc minh quân. Ý thức ấy, một khi vâng mệnh trời phù hợp với quy luật khách quan, theo ý dân, để thể hiện ý nguyện của toàn dân, sẽ trở thành tinh thần tự cường. Điều đó cho thấy sự lớn mạnh của một đất nước, chứng tỏ dân tộc Việt đã đủ thế và lực xây dựng một quốc gia độc lập tự cường để song hành cùng các triều đại phương Bắc từng thống trị ta hàng nghìn năm trước đó. Tuy ý đã quyết, nhưng đấng minh quân ấy một lần nữa vẫn thể hiện tinh thần dân chủ bàn bạc để tìm sự đồng thuận từ trên xuống dưới bằng cách hạ câu cuối cùng. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở các khánh nghĩ thế nào. Điều đó tạo cho bài chiếu dời đô sức mạnh thuyết phục người nghe cả về nhận thức và tư tưởng tình cảm. Đúng, nhà vua Lý Công Uẩn là một người quả thật có tầm nhìn xa trông rộng, là bậc minh quân lấy dân làm gốc. Như vậy chúng ta kết thúc bài chiếu dời đô ở đây. Các em xem ghi nhớ sách giáo khoa trang 51. Thầy có một bài tập luyện tập nhỏ cho các em. Các em sẽ viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu nêu lên suy nghĩ của mình về việc dời đô của nhà vua Lý Công Uẩn. Sau đó các em sẽ gửi bài về
địa chỉ email hoặc Facebook hoặc Zalo cho giáo viên đứng lớp của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.